Thầy trò chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của tỉnh Tiền Giang năm học 2023-2024. Đề như sau. Hydrocarbon X mà thở có 8 nguyên tử trong phân tử và có phân tử khối là bằng 52. X làm nhạt màu brom và tạo kết tủa vàng nhạt với AgNO3 trong môi trường H3. Tương tự như tính chất học của acetylene. Tính chất quan trọng nhất của acetylene đó là phản thế bạc vào liên kết ba đầu mạch. Cái này mình học trong lý thuyết rồi. Cái đó nó sẽ tạo thành CAG. Ở đây nó 3 em nha. CAG cái tủa màu vàng cộng được H4 nó 3. Yêu cầu chúng ta qua là xác định công thức cấu tạo thu gọn của X và viết phương trình hóa học của các phản ứng khi cho X tác dụng với brom AgNO3 trong môi trường NH3 dư. Xem vẫn xảy ra hoàn toàn. Rồi. Bây giờ chúng ta xem thử nha. Cái mấu chốt nằm đây nè. Nó là hydrocarbon mà thở. X là hydrocarbon mà thở thì nó có dạng là CHI. Bây chúng ta lưu ý là ở đây chúng ta là nguyên dương. Em có thể ghi là giá cộng được. Tiếp. Thì chúng ta nghe kỹ. Ở đây người ta cho phân tử khối là bằng 52. Người ta cho khối lượng mol của CHI bằng 52 thì nó sẽ bằng 12X cộng Y và bằng 52. Theo bạn thì đây chúng ta còn một dữ kiện nào chưa khai thác để tìm ở đây nữa? Phải là số 8 không? Tổng bằng hiểu như thế nào về tổng trong này có 8 nguyên tử? Rồi đăng nào? Dạ không nhớ là. Rồi trong đó thì trong. Ừ, dạ có nghĩa là x cộng y bằng 8 ạ. Đúng rồi. Tức là số nguyên tử carbon cộng số nguyên tử hydro bằng 8. Và đây là cơ sở để chúng ta tìm ra đi. Các bạn tìm ra thấy x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu? 44 ạ. 44. Sẽ ra x của chúng ta là C4H4. Rồi cái ý kiến gì vô này không ạ? Rồi bây giờ chúng ta nghe kỹ. Ở đây đề cho như thế nào? Đề cho là X chúng ta làm nhạt màu dung dịch brom và tạo cái tủa màu vàng nhạt và AgNO3 trong môi trường NH3. Để khi thầy làm thì nói các bạn rồi, cái điều quan trọng nhất trong hóa hữu cơ của chúng ta đó là tính K C4H4. Ngân tính K giúp thầy Ngân ơi. K chúng ta là bằng pi cộng vòng, đúng hay sai? Ngân ơi. Thưa thầy là K là bằng pi thôi này, tại vì nó có mạch thở. Đúng rồi, mạch thở thì pi về bằng 0 rồi, đó vô. 2 nhân cho S4 này trừ S1 cộng 2 chia 2 38 giúp thầy em ơi. Thưa thầy là bằng 3. À, không biết công thức này không Hồng ơi. Ở đây mình tính được là bằng 3. Mà trong này người ta cho chúng ta có chứa một liên kết 3 rồi đúng không em? Tính chất tương tự thằng này, tức là trong này có một liên kết 3. Như vậy đây chúng ta có này, suy ra này. Ở trong này có một liên kết 3 CC. Thì từ pi bằng mấy em ơi? Trong một liên kết 3 có hai liên kết pi đúng không ạ? Rồi bạn nào cho thầy biết là pi còn lại một bằng một nó sẽ là của liên kết gì? Đăng nào. Nó chỉ có C và H thôi em. Thì nó liên kết đôi của C với C đúng không? Vâng. Từ đây suy ra công thức cấu tạo của X. X chúng ta có tất cả là 4C. Có một liên kết 3 đầu mạch và một liên kết đôi. Rồi sau đó nhiệm vụ còn lại điền hydro. Được chưa em ạ? Rồi câu A xong này. Các bạn hiểu được câu A chưa? Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X. Rồi xong này. Viết phương trình hóa học của X khi cho X tác dụng với brom dư AgNO3 trong môi trường NH3. Đây. Nghĩa đâu ạ? Dạ. Em cho thầy thì biết là thằng này tác dụng với brom thay tỷ lệ mol bao nhiêu? Vì brom dư nên là x nào phần hết 1, 3. 1, 3 à, vì sao là 1, 3?
Dạ có 3 liên kết đôi. Đúng rồi. Cô đứa thầy dạy cho bạn có công thức gì nhỉ? Mol brom và gần đúng không? Là bằng pi mol hợp chất hữu cơ đúng không em? Pi là chúng ta chỉ xét trong hydrocarbon là liên kết đôi và liên kết ba. Được chưa? Còn như bữa qua nhóm chất mình nói sau. Bản chất ở đây thì nó sẽ biến về liên kết đơn. Sau đó chúng ta điền brom vào. Brom. Chúng ta hiểu như thế này nha. Trong một liên kết 3 thì nó có hai liên kết pi thì vị trí này cộng hai brom, hai brom. Tiếp tục. Bên này thì chúng ta sẽ cộng một brom. Rồi. Tương tự. Mời Trung nào. Trung cho thầy thằng này tác dụng với AgNO3 trong môi trường là H3 nào. Dạ là nó sẽ tạo ra CAG nối 3 CAG. Gì CAG đó là của thằng acetylen thôi. Bản chất ở đây là gì mà bản chất ở đây là thằng liên kết ba đồng mạch này hiểu không, thì thằng bạc sẽ thế vào đây thôi chứ, hiểu vấn đề không ạ? Ừ, dạ vâng. Rồi vậy thôi, phần còn lại chúng ta để nguyên. Rồi bây giờ hydro ra đi kết hợp với gì? NO3 tạo thành H2O3. H2O3 kết hợp với NO3 biến thành gì? NH4NO3. Cái kiến gì không em ơi? Cho nên là cái tủ màu vàng này. Được chưa? Và lưu ý là phần này dùng để nhận biết hợp chất có liên kết 3 đầu mạch. Tại giam ạ. Rồi. Và bạn lưu ý với thầy, cái thằng này thông thường đi thi người ta sẽ cho tên em nhé. Vì thằng này khá là thông dụng. Thằng này là vinin, thằng này là acetylen. Tên gọi của thằng này là vinin acetylen. Đó. Đây là thằng mà vừa mang bản chất của liên kết đôi, vừa mang bản chất của liên kết ba luôn. Thì chúng ta hiểu liên kết đôi, liên kết ba tham gia phân như thế nào. Thì thằng này tương tự như vậy. Rồi. Có ý kiến gì về câu A không ạ? Dạ không. Rồi Hùng em học tới đây chưa Hùng? Học tới tính chất của tác dụng 3GNO3 trong môi trường NH3 chưa? Ok giờ về theo thôi. Chúng ta đến câu B em nha. Từ X và các chất vô cơ, điều kiện phản ứng của thiết bị có đủ, viết phương trình điều chế ra cao su Buna. Rồi bây giờ chúng ta hiểu như thế này. Câu B. Chúng ta cái này nguyên liệu. Nguyên liệu chúng ta là hợp chất vinin acetylen. Và chúng ta điều chế ra cao su Buna. Cao su Buna đây. Mấy cái bài điều chế này thì trên kênh mình nhiều lắm các bạn gõ đi ha. Nhiều lắm, thầy làm rất là nhiều. Cao su Buna là hợp chất hữu cơ em nhé. Nó thuộc hợp chất polymer. Polymer là những hợp chất có chữ N sau cùng. N đây là hệ số trùng hợp. Bây giờ chúng ta nghe kỹ. Bạn nào cho thầy biết là từ chất ban đầu là 4 từ máy xe ạ. 4C chúng ta về 4C đúng không? Thông thường thì bạn phải hiểu là chúng ta phải điều chế ngược. Muốn điều chế thì chúng ta phải điều chế ngược. Muốn điều chế cao su Buna thì chúng ta sẽ đi từ cái thằng đi vinin. Em ơi đây là đi vinin này. Được chưa? Bản chất điều kiện để tham gia trùng hợp đó là có liên kết đôi CC. Và đối với những hợp chất mà có hai liên kết đôi CC thì bạn để cho thầy nó sẽ có trùng hợp khi nào? Khi đôi đơn đôi xen kẽ với nhau. Bây giờ còn nếu mà đôi đơn đôi mà không xen kẽ với nhau thì nó không trùng hợp. Rồi. Người tìm ra vẫn trường hợp này là người Việt Nam, tên ông đầy đủ là thầy Xuân Trương Phạm. Nhiệt độ xúc tác áp suất. Và bản chất như thế này em. Trong này chúng ta đang có một liên kết.
thì nó bẻ một nửa về bên trái, nửa về bên phải, thằng này vậy, nửa về đây, nửa về đây. Cái đó nó sẽ tạo thành là CH2 nối đôi. Bây giờ thành nối đơn thôi. CH. CH này nhận nửa bên trái và nửa bên phải này. Các bạn thấy không ạ? Nửa bên này này. Bên nửa bên này. Thì cái đó nó sẽ tạo thành một liên kết đôi. Được chưa em? Bên này là CH2. Tất cả N. N. Thế này là cao su buna. Được chưa? Rồi. Như vậy để điều chế ra thằng này thì em phải đi từ cái thằng lúc đầu là vinylene acetylene. Rồi. Bắt đầu cho thầy biết từ đây để điều chế ra butamoc baren chúng ta sẽ cộng có gì? H2BBD BBCO3. Đúng rồi, chính xác. Em ơi, ở đây em để ý này. Từ một hợp chất có liên kết 3 về liên kết đôi thì cực kỳ đơn giản thôi. Ở đây chúng ta sẽ đi tới dụng với hydro. Xúc tác đây mình dùng đó là PD trên chì carbonate. Nhiệt độ đun nóng. Với xúc tác này thì nó sẽ tham gia phản cộng với hydro theo tỷ lệ mol 1:1 và nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là biến liên kết 3 về liên kết đôi. Thế thôi. Ở đây thầy nhắc cho bạn có về cái tên luôn. Thằng này có tên, hai cái tên thường gặp đó là vinin. Vinin là bên này vinin thì hai thằng này đọc là D vinin. Tiếp theo đó là gì? Tiếp theo của chúng ta đó là thằng này là nó có tên là butamoc baren, nhưng mà cái tên này thì chúng ta ít gặp hơn, butamoc baren. Để xem cái chất này là cao su buna. Rồi các bạn cho thầy biết là đối với cái bài hỏi như thế này, thầy trình bày như thế này và thầy tiếp cận vấn đề như thế này, các bạn đã hiểu rõ chưa ạ? Và đây là một câu hỏi kiểu lý thuyết thuộc hydrocarbon em nha. Rồi Ngân cái kiến gì về câu hỏi này không Ngân ơi? Dạ em không rồi. À, không em có hiểu không Hồng ơi? Ủa. Ok. Nói chung là theo thầy đánh giá thì đây là một câu hỏi hơi lạ thì hơn một tí. Tuy nhiên là thầy không thể giảng nhanh cho bạn được mà thầy dạy từ từ để bạn đọc đề ngôn từ cho nó kỹ, được chưa? Rồi. Thì theo thầy câu này nó thuộc mức độ vừa phải, không khó đâu. Câu này chúng ta thể lấy cái điểm bình thường.